nơi đây thật khác xa thành phố, đúng không nào? Không khí thật trong lành và mát mẻ. Các chiến binh nhí hãy tranh thủ tham quan, vui chơi trước khi bước vào thử thách mới nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi sang một cái khu vực khác. Trong tập trước, các nhà thiết kế tương lai đã được học về thời trang do thầy Hoàng Minh Hà dạy rồi. Tuần này, các con sẽ được chính cô Hương Giang dạy các kỹ năng mềm, catwalk, thuyết trình này nha. Các nhà thiết kế nhí ơi! Yeah. Hôm nay chúng ta đang ở Bảo tàng Áo dài Việt Nam, các em thấy có vui không nào? Hôm nay các em sẽ có những trải nghiệm rất là đặc biệt và thú vị. Và trải nghiệm đầu tiên của em là một lớp học với bài một vị giám khảo rất là xinh đẹp luôn. Xinh đẹp hút hồn luôn á. Em biết là ai không nè? Dạ vâng. Đó chính là cô Hoa hậu Hương Giang. Xin chào tất cả các con. Hello, cảm ơn Vi. Xin chào cô. Cảm ơn con. Ngày hôm nay thì cô Giang rất là vui khi mà được có mặt tại đây để có thể dạy cho các con những cái kỹ năng, truyền tải những cái sự tự tin. Hỏi mình nói thật với nhau tí nhá. Bình thường thì cô Giang xuất hiện và cô Giang chấm thì các con có thấy cô Giang hơi nghiêm khắc không? Dạ không. Thấy cô dễ thương đúng không? Dạ. Dạ hơi gượng gạo nha. Như vậy thì cô Giang cũng sẽ rất là thoải mái để bắt đầu buổi học ngày hôm nay với các con nhá. Dạ. Cảm ơn Vi. Cô. Thực ra là một nhà thiết kế á, có những người họ rất nổi tiếng và họ chỉ lên sân khấu và họ đưa ra cái bộ sưu tập của mình cho quý vị khán giả. Nhiều khi họ cũng không cần nói gì cả. Nhưng đó là trường hợp mà họ đã rất nổi tiếng với các sản phẩm của họ rồi. Nhưng mà càng ngày càng về sau á, thì các nhà thiết kế càng ngày càng giống như là một cái ngôi sao, cũng giống như là ca sĩ, diễn viên, họ cũng là những cái người rất là nổi tiếng, được báo chí, được truyền thông quan tâm rất là nhiều. Sau này không chỉ là các con âm thầm ngồi vẽ hay là ngồi thiết kế không, mà sau này các con cũng sẽ được hỏi này, trả lời phỏng vấn này, rồi thậm chí là được phải nói chuyện, phải giao tiếp rất là nhiều. Các nhà thiết kế Việt Nam mình càng ngày càng được bạn bè quốc tế chú ý. Thế cho nên là cái tác phong của mình, cái sự tự tin của mình, cái cách nói chuyện của mình, cái giao tiếp của mình nó cũng là một trong những điều rất quan trọng. Chính vì như vậy, mặc dù tại sao các con không phải là được đào tạo trong một chương trình giống như là người mẫu nhí, mà tại sao các con sẽ hỏi là thế tại sao con phải đi catwalk, tại sao con lại phải nói chuyện, tại sao con lại phải thuyết trình, là bởi vì mục tiêu của chúng ta là ngày một trở thành những nhà thiết kế mà có nhiều kỹ năng, và chúng ta sẽ trở thành những nhà thiết kế mà giống như là năng động hơn, và đặc biệt là có một cái khả năng giao tiếp, một cái khả năng nói chuyện và truyền tải cái bộ trang phục của mình đến cho mọi người một cách dễ hiểu hơn, đúng không nào? Trong tất cả cái quá trình mà chúng ta đã làm việc, mỗi team sẽ chọn ra cho cô xem ai là người thuyết trình giỏi nhất của team đó. Chị Tránh Hân. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với team của huấn luyện viên Phan Quốc An. Chị Tránh Hân. Rồi Trang Anh bước lên nào, team của cô Ruby Phạm. Rồi vậy thì mời vào Kim, còn lại là team của chú Hành Việt Tiến. Hồng Anh đúng không? Rồi bây giờ đầu tiên cô sẽ cho ba con một thử thách nhỏ. Mình sẽ tranh nhau một cái vị trí vơ đét của cái lớp học ngày hôm nay bằng một cái màn catwalk và tự giới thiệu về bản thân theo một cách độc đáo nhất. Rồi bắt đầu từ Ngọc Anh nào. Mình tên là Ngọc Anh và hôm nay mình chọn một bộ đồ rất là mạnh mẽ và năng động. Tiếp theo sẽ là vào Kim. Mình tên là Bảo Kim. Ngày hôm nay mình mặc một chiếc yếm jean rất là năng động và cũng như là không kém phần nữ tính. Rồi cuối cùng là Trang Anh. Xin chào mọi người, mình là Trang Anh, hệ danh của mình là TA. Và ngày hôm nay thì mình đã mặc trên người một chiếc váy cũng như là phối cho mình một chiếc quần jean, có thể là vừa cá tính cũng như là cũng vừa bánh bèo, đúng không mọi người?
Đó, các con có thể thấy không? Tức là mình có thể mặc trên người mình bất kỳ một bộ trang phục nào. Nhưng nếu như mà mình biết chính xác mình đang mặc cái gì thì cái bước đi của mình và cái cách mà mình giao tiếp, mình nói chuyện nó cũng sẽ tự tin như vậy. Ngày hôm nay cô Giang thấy rằng là cái người mà làm cái điều đó tốt nhất đó chính là bạn Trang Anh. Nhưng chưa dừng lại đó, bây giờ sẽ là một cơ hội mời Trang Anh bước lên đây. Giờ cô sẽ cho tất cả các con ở dưới một cơ hội, đó là cơ hội thách đấu với người giỏi nhất. Ai là người tự tin rằng là mình sẽ lên đây thách đấu với người giỏi nhất ngay cả khi mình không phải là cái người giỏi nhất của cái team đó? Con tên là Vũ Phong Sơn, năm nay con 9 tuổi. Hôm nay con mặc một bộ đồ áo sơ mi màu vàng và một chiếc quần giống như chú lính. Rồi, rất là dễ thương. Lý do tại sao mà các con lên trên đó rồi mà các con luôn luôn bị vấp? Ta hay bị vội mà chúng ta quên mất một điểm, đó là điểm nghỉ. Điểm nghỉ gọi là gì? Đó là điểm lấy hơi để cho chúng ta bình tĩnh lại. Khi chúng ta đến đây là 1, 2, lock thì lúc đó trong đầu mình vừa nghĩ vừa tư duy, không có ai bắt các con vừa lên một phát, chưa kịp đứng đó là con đó là đúng chưa? Tất cả mọi người đều bị như vậy đúng không? Vậy thì làm sao để cho chúng ta cần nói những cái gì ở trên đấy? Vậy thì một nhà thiết kế cần nói cái gì? Nói đầu tiên là ngày hôm nay con chọn phong cách gì để thể hiện là cái sự hiểu biết của mình về thời trang trước. Bây giờ cô sẽ đi lên này. 1, 2, lock. Ngày hôm nay mình chọn một phong cách menswear. Với phong cách này thì Hương Giang phối một set đồ với một chiếc vest và một chiếc quần ống loe. Phối thêm một chiếc phụ kiện là một chiếc thắt lưng đến từ thương hiệu Gucci. Và mình rất tự tin với cái bộ trang phục của mình ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đầy đủ thông tin không? Mà rất dễ đúng chưa? Rồi bây giờ sẽ tập thử ngay. Rồi mấy con. Xin chào mọi người, con tên là Quỳnh Như, con 9 tuổi. Hôm nay con phối với một chiếc áo tay phồng và một cái chân váy màu vàng. Con rất tự tin với bộ đồ này. Cô hy vọng rằng là các con sẽ tập thật là kỹ cái điểm dừng đó để giúp cho các con có thể tự tin hơn trong các cái thử thách sau. Cảm ơn tất cả các con và cô chúc cho tất cả các con sẽ có kết quả thật là tốt với cái thử thách của ngày hôm nay. Rồi. Thử thách của thầy Hoàng Minh Hà thật dễ thương. Các con hãy vẽ trang phục gắn với ký ức tuổi thơ. Nào, chúng ta hãy cùng chờ xem những câu chuyện tuổi thơ nào sẽ được kể nhé. Mời thí sinh đầu tiên của team Ruby Phạm. Con xin chào các cô chú. Hôm nay con đã kết hợp những vụ bánh quy và những chiếc kẹo rất là xinh. Với cái sản phẩm đầu tiên của con á, nó đã truyền tải được cái trọn vẹn cái ý tưởng của con từ kiếp tuổi thơ của mình. Với thầy thì bước đầu như thế là khá ổn. Con cảm ơn thầy, con cảm ơn các cô chú ạ. Mời thí sinh tiếp theo của team Ruby Phạm. Con xin chào cô chú và đây chính là sản phẩm của con. Thì đây là cái mẹ con và con đi người mẫu hồi 2016. Con sử dụng chất liệu gì vậy? Là cái bông hoa rồi con cắt là. Cô nhìn sơ qua thì mới đầu cô cũng nghĩ là sẽ là của một cái bạn nữ nào đó làm. Đúng. Nhưng mà không ngờ là Thiên An mới làm cho cô rất là bất ngờ. Tại vì bình thường khi mà xây dựng cái phong cách cá nhân ấy thì Thiên An hướng tới phong cách nó hơi hip hop, nó hơi đường phố một chút xíu. Thì lúc đầu cô không thể đoán được đây là bức vẽ của con. Cái việc mà con xếp những cái lớp như thế kia thực sự là nó tạo ra những cái cảm giác 3D ấy, làm cho từ cái góc độ này cô nhìn thấy cô thấy nó rất là đẹp. Và thứ hai nữa là cô cảm giác là chắc mẹ con ngày xưa là nhà cũng khá giả lắm đây, bởi vì là giống như một nữ bà tước coi như là rồi là ăn mặc trang phục rất là sang trọng của cái phong cách cổ điển. Và cô rất là thích cái phần con dùng cái tay bồng này, mặc dù là chỉ dùng một màu thôi, chính vì như thế mà con mới phải xếp nó thành 3D để cho nó tạo được một cái cảm giác các cái khối rất là rõ ràng ở trên cái bức tranh. Cảm ơn con. Xin mời thí sinh tiếp theo của team Ruby Phạm. Vì tuổi thơ của con là gắn liền với các đồ ngọt nên con sử dụng chủ đề bánh kẹo để cho bộ trang phục này. Cô rất là thích cái đôi giày kia. Con là một người rất là chi tiết ở chỗ là
nó giống như là cái đôi giày mà có cục bông vậy đó, lồng lồng ở trên cổ chân á. Và hay ở chỗ là con lại làm hai bên hai màu khác nhau, nó rất là trend và tạo nên một cái cảm giác đúng như là cái đất nước mà Tây Ban Nha ngày xưa cũ, lễ hội, nếu một cái lễ hội nó hiện lên một không khí rất là dễ thương. Cảm ơn con. Xin được mời thí sinh tiếp theo của team Ruby Phạm. Con xin chào các cô chú. Con nghĩ là khi mà nhắc đến tuổi thơ thì không thể nào thiếu bánh kẹo và đồ ngọt. Và ngày hôm nay thì con lấy kẹo để làm ý tưởng cho bộ trang phục này. Em thì thấy có cái motif nó hơi giống với cái của Thiên Ân một tí xíu. Đúng. Có khác nhau ở chỗ là nếu như Thiên Ân là xử lý cái hướng 3D là xếp để nó chồng lên, thì Bảo Kim là xếp để nó tỏa ra. Tay thì vẫn là tay bồng. Tay vẫn là tay bồng. Nếu mà để đánh giá về cái xếp, mức độ xếp ấy, thì cô lại nghĩ rằng là cái của em ăn khó hơn. Nhưng mà cái của con thì nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng về mắt, màu sắc rất là đẹp. Hay ở cái chỗ là con dùng cái bông hoa trắng mà cô nghĩ là nó cũng đẹp. Cảm ơn con. Con xin chào các vị ban giám khảo. Con tên là Quỳnh Anh. Tuổi thơ của con gắn liền với những khu vui chơi nhỏ và đồ ngọt, nên là con đã cắt chiếc bánh ra và con vẽ lên là một cái khu vui chơi. Giang màu vàng, mặc áo vàng, nhận xét đồ vàng đi Giang. Cô thì đang thấy là con đang giống như là đang trang trí một cái, đang tô màu, trang trí một cái bức tranh hơn là mình đang thiết kế. Tại vì cái form cái váy này thì cũng hơi khó đấy nha. Đầu tiên là cung ngực nè, cung ngực xong eo lại xòe ra nè, xòe ra xong váy lại gọn lại nè, gọn lại xong dưới lại xòe ra nè. Không hẳn là xếp tầng ha. Thì cô hình dung ra nếu mà đưa một cái váy này thì chắc là ai mà phải đẹp lắm thì mới mặc được á. Có lẽ là con đang hơi mải mê với cái việc làm trang trí và chọn các cái dụng cụ cho mình mà quên mất là mình cũng vẫn phải tạo lên một cái phong dáng cái váy nữa. Thì cái này nó đang chưa thực tế lắm. Nhưng mà về mặt tuổi thơ thì cô ok. Cảm ơn các cô chú. Rồi, Thanh Nhi ha. Bởi vì tuổi thơ của con đã từng ăn rất là nhiều bánh kẹo, vì vậy cho nên là con quyết định dùng bánh để làm một cái tay áo phồng cho bộ đồ của con. Cái sản phẩm của con thì nghĩ rằng là con đã truyền tải được mọi ý tưởng của mình. Tuy nhiên về phần màu sắc á, thì nếu chúng ta nhìn nó xa hơn chút xíu thì nó có độ nhòe và nó đi theo cái tông pastel và hơi nhòe xuống. Trên góc độ nhìn theo cái vấn đề cảm nhận á, thì thầy nghĩ rằng là con đã làm tốt được cái phần truyền tải ý tưởng của mình. Chúc mừng con. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thuyết trình và chấm điểm của team Hà Nhật Tiến. Đoán luôn nha. Dạ con chào thầy cô. Trong tuổi thơ của trẻ con thì những ai cũng phải nếm qua những món bánh. Con muốn thiết kế bộ này cho em con cho nên con chọn là về bánh kẹo và hoa. Giang à, đó, cô Giang nhìn mặt bắt người liền là cô Giang nói. Cô nè. Giang mới đầu vào cô Giang mà cô Giang cá và cô chú là chắc chắn bộ này sơn luôn. Thì cô thì đặt tên bức tranh này là cô bé tham ăn. Nó rất là nghi đến bánh kẹo luôn, trong giấc mơ. Còn dán hai cục kẹo nghe đó kìa. Đó, kèm hai cục kẹo nữa, hơi ngây ngô một tí ha. Con đã có những ý tưởng rất là ngây ngô, dễ thương. Ý tưởng đó cũng là một cái cảm xúc của mình. Trong cái tương lai tới thì con sẽ có nhiều cái thời gian hơn để hoàn thiện mình hơn nữa. Chúc mừng con. Đem bánh quy Linh luôn. Rồi, mời con về chỗ. Khánh Linh. Con xin chào thầy cô. Hôm nay con đã thiết kế một bộ trang phục, đó là một cái cô bé đang đi lễ hội. Thực ra thì thầy thấy rằng là cái cách con nhận định về cái sản phẩm của mình á, trong ý tưởng thiết kế nó rất có ý ở từng điểm hay từng cách thức. Và đặc biệt là cái form của con á, là thầy thấy rằng là nó rất là hoành tráng và nó có cái sự diễn tả được cái shape, cái form trong đó đúng cái tinh thần retro và rất là sang trọng. Thì thầy nghĩ rằng là con có tố chất để trở thành một nhà thiết kế tương lai nhí. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn con. Dạ, con chào các thầy cô. Và hôm nay con sẽ đem cho các cô một bộ đầm dạ hội màu đỏ. Thầy khá hài lòng với cái sản phẩm của con đưa ra. Và nhìn tổng thể, nếu chúng ta không cần lắng nghe những cái vấn đề về ý tưởng, chúng ta cũng thấy rằng nó rất là đẹp, tinh thần rất đẹp như thế. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là cái cách con đưa ra vấn đề và thuyết trình về ý tưởng của mình nó chưa được bạch lạc và thầy chưa hài lòng về phần đó. Thì thầy nghĩ rằng là vừa rồi đã có một cái buổi làm việc với cô Hương Giang thì thầy nghĩ là con phải diễn tả nó mạch lạc hơn nữa. Cái bộ này con có lên con đứng yên không nói gì vẫn đẹp nha. Thật quá xuất sắc luôn á. Không cần thuyết trình cái gì hết trơn á. Có những bạn làm rất tốt nhưng thuyết trình nó không tốt thì nó bị ảnh hưởng, bị sai. Cho nên là đối với thầy thì thầy nghĩ rằng là
cái vấn đề đó là thầy nhắc nhở con. Nhưng mà tác phẩm quá xuất sắc bởi rồi. Bởi vì cái vấn đề ở đây là nếu như sự hoàn hảo đã có, tại sao chúng ta không đòi hỏi nó hoàn hảo hơn nữa? Hoàn minh hảo chứ thầy phải hoàn minh hảo đâu mà thầy cứ hoàn hảo. Hoàn hảo. Và cái bộ đồ của con là liên tưởng đến nhà mốt Christian Dior với cái nón to thiết kế trên đầu. Rồi nhìn mê quá, ước gì có ai làm trong bộ diễn liền tại chỗ luôn á. Phải nói rằng là đến cái vòng này cô nghĩ rằng là con là một trong những người có cực kỳ có tiềm năng thôi. Và cô nghĩ là con thậm chí có thể là một trong những nhà thiết kế mà đẹp trai nhất Việt Nam nha. Chắc chắn nếu sau này mà Thành là sẽ là cái đẹp trai nhất Việt Nam. Đồng ý với cô Giang vụ này. Rồi cảm ơn con. Con cảm ơn thầy cô ạ. Rồi. Wow. Bất ngờ nha. Hôm nay con đem đến cho thầy cô một cái đầm dạ hội màu hồng. Hồi xưa thì con hay làm những cái đầm búp bê và con thích nhất là làm những cái nơ để đính lên những cái đầm. Nên hôm nay con sử dụng ribbon màu đỏ để làm những cái nơ và đính lên cái đầm của con. Đầm này đầm của cô rồi đó, đầm đuôi cá là nghề của cô rồi. Xuất sắc luôn, nhìn kiểu như là Zap Fusion nè, những cái đầm đuôi cá rất là đẹp. Mà đúng rồi. Cái nào em cái kia nha. Ừ, đây là hai đứa đôi cái nha. Hai đứa đứa mở màn, đứa kết màn ha. Phải nói là cái đầm đuôi cá với cái phong cách ngực này thì nó quá kinh điển rồi. Nhưng mà cô thích cái cách mà con đặt cái nơm nó chạy dọc cái váy. Nhưng mà cái sắp xếp rất là đẹp và có chủ đích nha. Nó rất là khó tại vì khi mà mình đặt cái nơ chạy dọc cái váy đấy nó sẽ có cảm giác nó nhiều chi tiết và giống như Giang, Giang hiểu cái vấn đề đó nha. Giang biết hiểu vấn đề đó. Cái đó người ta gọi là khi mình thương yêu và trân trọng nó, mọi thứ sẽ đến và chạm đến đam mê. Nếu mà mình dùng từ đẹp hay tỉ mỉ thì nó không còn đúng nữa. Và đối với thầy, nó chạm đến cảm xúc của người xem. Chúc mừng con. Rồi, thí sinh cuối cùng của team Hoàng Nhật Tiến. Tuổi thơ của con thì rất là nhiều thứ đẹp và vui. Nhưng mà những thứ mà con thích nhất đó chính là những buổi tiệc, đặc biệt là tiệc sinh nhật. Và hồi nhỏ con luôn khao khát là ước gì mình sẽ sinh nhật của mình sẽ luôn diễn ra vào mỗi ngày. Và đó cũng là ý tưởng của bộ đồ của con. Rồi, cô gái tiệc tùng đây. Cô gái tiệc tùng, cô gái tiệc tùng trong tương lai của chúng ta đây. Về phần váy thì con đã làm cho nó thành 3 lớp. Một cái cảm hứng từ công chúa Lọ Lem ha. Con xếp những cái bông hoa vô á, làm từ cái khoảng cách này nha. Phải là nhìn thực sự là nó tạo hiệu ứng về thị giác kinh khủng luôn á. À, có cảm giác đây có thể trở thành một chiếc váy cưới. Đúng rồi. Váy này mà lên thảm đỏ là chặt 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 nha. Chặt banh luôn đó. Là quét hết thảm đỏ nha. Mà thấy có một điều là team của Hoàng Nhật Tiến hôm nay có vẻ như là... Anh khoan đã, bây giờ quay qua nhìn Tiến kìa. Team Hoàng Nhật Tiến bứt phá theo kiểu bung lụa và chặt chém nha, rõ ràng như đúng thế. Đúng rồi, chặt chém quá trời chặt luôn. Ai sản xuất phẩm là cũng chặt, bé Sơn là chặt theo kiểu ăn uống nè. Là bay thêm một bông hoa luôn. Đó là bay và bay mất đồ ăn xung quanh. Đó cũng là một kiểu chặt. Đợi tôi đi, tôi bung lụa cho coi. Mà hay bung lụa mấy cái tập không loài nha. Bung lụa xong chắc ta đám khảo nha. Tìm coi lại nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thuyết trình và chấm điểm của team Phan Quốc An. Wow. Dạ, con xin chào thầy cô. Tuổi thơ của con thì gắn liền với những buổi mà đi chợ mua hoa cùng với con. Nên là con đã chọn những bông hoa để làm chủ đề cho bộ trang phục của con. Ở phần dưới váy thì con đã chọn một bông hoa có phần cánh to. Dừng, dừng. Thầy không muốn con tiếp tục cái phần thuyết trình của mình nữa. Con có biết vì sao mà thầy phải dừng cái việc thuyết trình của con không? Dạ, con không biết. Con đánh giá như thế nào và cảm xúc như thế nào về cái sản phẩm của mình? Con thấy sản phẩm của con rất đẹp. Con hài lòng bao nhiêu phần trăm? Con hài lòng 100%. Thầy phải yêu cầu con dừng lại phần thuyết trình của mình bởi vì cái tác phẩm của con nó quá tuyệt vời, không cần phải nói cái gì cả. Thầy bớt hù thầy chỉ ơi. Chỉ cảm nhận thôi thầy. Thầy nói mà thầy nổi hết cả da gà lên. Gọi là tự hào về cái tác phẩm của con. Bây giờ ngày hôm nay cô mới dùng là cô thích từ hoàn hảo dành cho cái tác phẩm này. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Con xin chào thầy cô ạ. Hôm nay con sẽ nói về bộ váy của con. Con đã chọn cho nó một màu xanh lá rất là tươi và đẹp để thể hiện một màu đẹp của lá cỏ. Con đã cho những viên ngọc lấp lánh lên. Nhưng mà sau đó con mới thấy rằng có mấy viên nó màu nó không hợp. Nên là con mới bắt đầu tô màu lên để cho nó hợp với bộ váy hơn. Thầy đánh giá cao cái phần mà con đưa những viên đá lên nhưng con cảm thấy nó không phù hợp màu. Sau đó con phải chuyển màu. Thầy nghĩ rằng là con có ý thức rất cao trong cái vấn đề thiết kế của mình. Trong cách mình chuyển biến làm sao cho nó phù hợp.
Xin mời thí sinh tiếp theo của team Phan Quốc An. Dạ, con xin chào thầy cô. Và hôm nay thì con muốn chia sẻ cho thầy cô tuổi thơ của con. Con thường rất là hay về nhà bà ngoại chơi. Mà nhà bà ngoại con thì trồng rất là nhiều hoa. Vậy nên là con đã lấy cái ý tưởng đó để vào bộ đồ của mình. Con giống như là một cái chú ngựa đen của cuộc thi vậy đó. Lúc đi thì bình thường mà lúc về hết hồn đó, kiểu vậy. Lúc đi bình thường vậy đó. Tức là càng vô sâu á, con càng cho thấy một cái khí chất cực kỳ là tiểu thư nha. Nhắc tới cái vũ khí chất tiểu thư nha, thì thực ra cái lần trước á, với cái tập thử thách nước mắt lần trước á, là anh đã thấy được cái nội tâm của bé rất 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 là có bên trong. Nói chung túm lại là con cứ như thế là thị ưng. Đúng. Con cứ như thế là thị ưng. Con cứ thể hiện hết những gì mình có và cá tính đem nó nổi loạn lên cho cô. Đó, rất là tuyệt vời. Trong những bộ trang phục nhìn nó rất là cổ điển, rất sang trọng nè. Thích nhất là biết sao không? Cách con chỉ cho một bông hoa màu đỏ vô cái vườn hoa đó. Cái điểm nhấn. Đó. Có cái điểm nhấn. Rồi thêm cái phần màu cam bên kia, xong rồi bên cạnh nó chuyển màu vàng, xong rồi thêm cái phần màu tím nó bổ trợ cho màu vàng đúng bộ màu. Và đặc biệt có thêm cái phụ kiện là cái nón ở trên đầu á, làm nhìn nó càng thêm tiểu thư nữa. Cái độ sang chảnh á, nó có trong đó. Thôi nói gì nữa, khen quá rồi, thôi về chỗ. Dạ, con cảm ơn thầy cô. Tuổi thơ của con thì luôn luôn gắn liền với cả những bộ phim hoạt hình. Và bản thiết kế của con ngày hôm nay thì được lấy ý tưởng từ bộ phim hoạt hình mang tên là Vương Quốc Bánh Kẹo. Hôm nay cô không đánh giá cao ở cái việc con làm cái nền màu hồng neon đó. Tại vì cái nền màu hồng neon đó, sau đó nó làm cho cái bánh quy của con nó bị xỉn màu. Khi mà cái bánh quy nó đã xỉn màu ấy, thì cái tổng thể cái màu, cái váy của con á, trông nó bị cũ. Tổng thể đứng cạnh nhau á, trong cái bức tranh là nó hơi bị thiếu sức sống. Cảm ơn con. Cảm ơn cô ạ. Thí sinh cuối cùng của team Phan Quốc An. Dạ, con chào thầy cô. Đúng không? Làm lệch vai, một và một bên vai đúng không? Dạ. Mang phong cách năng động. Năng động hả? Cô nói lại con mang phong cách gì? Mang phong cách... sang trọng. Sang trọng hay năng động? Sang trọng ạ. Sắc đỏ là một màu, là một gam màu nổi bật. Thế cho nên con đã lựa chọn cho mình một chiếc váy có màu đỏ. Thật ra là càng ngày thì càng thấy Bảo Huy sao giống tương lai sẽ trở thành một cái CEO nào đó trong một cái tập đoàn công ty nào đó. Nhìn con rất là giống luôn. Và cô chắc chắn con sẽ là một trong những CEO mà cực kỳ đẹp trai và có một khuôn mặt phải nói rằng là xuất sắc. Có, điều đấy có. Nhưng mà mường tượng với mẹ thiết kế thì cô chưa thấy rõ lắm. Cái form thì lệch vai, mà hoa văn thì thổ cầm. Nói chung con là một CEO và có cá tính và ăn mặc đẹp đấy. Và thầy đánh giá cao cái sự gọi là chân thật và ngây ngô của con. Thôi được rồi, em nghĩ là mà mình đã có kết quả rồi. Có thể là mời quay trở lại cái ba team chị hé. Và sau vòng chấm điểm vừa qua thì chọn được ba cái tên xuất sắc nhất. Ba tên xuất sắc nhất gọi tên: Nguyễn Đức Hiếu, Đỗ Phương Nhi, và cái tên cuối cùng là người mà tạo được nhiều cảm xúc nhất. Phương Giang xin được mời bạn Trần Quỳnh Như. Chúc mừng ba con, ngày hôm nay là các con đã được học rất nhiều kỹ năng. Và phần thử thách này, các con thực sự làm cô chú ở đây phải wow. Không ngờ là các con thực hiện thử thách quá tốt luôn và tạo ra những bản thiết kế xuất sắc. Và bây giờ, quyền ưu tiên mà các con giành được đó chính là các con sẽ không phải bước vào vòng loại trong tập tiếp theo. Vậy là hôm nay các bé đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà thầy Hà giao. Và một niềm vui to to đó chính là không một thí sinh nào bị loại. Thật vui đúng không nào? Các bạn hãy cùng đón xem tập tiếp theo để biết điều thú vị gì đang chờ đón nha. Ta-da! Chúng ta lại có mặt ở bảo tàng áo dài rồi nè. Ở bảo tàng áo dài thì đương nhiên sẽ học về áo dài rồi. Nơi đây có rất nhiều áo dài của các thời xa xưa. Các bạn hãy theo chân các nhà thiết kế tương lai nhí để biết thử thách gì tiếp theo nha. Hãy cùng đón xem tập tiếp theo của nhà thiết kế tương lai nhí, phát sóng vào lúc 19:10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9.